Xin chào, xin chào các bạn. Rồi hôm nay tiếp tục chương trình là bán đàn tiếp. Đó. Bạn thấy cây này ghê không? Quá ghê ha. Hơi bị dữ à, không phải đùa đâu. Rồi giới thiệu nhanh gọn ha, tại vì để mình đi ăn cơm nữa. Chưa ăn cơm luôn các bạn, 12 mấy chưa ăn cơm. 12 giờ 6 phút. Các bạn nhìn gỗ là biết rồi không? À. Rồi cái đờn này là cái đờn acoustic nha các bạn. Đờn dây sắt để em hát. Đây. Rồi mình đem lại gần cho các bạn ha. Để kéo lại gần cho. Kéo ghế lại gần xem. Xem cái đờn. Đây. Phải kỹ cho các bạn ha. Gỗ cẩm lai Ấn Độ. Đây. Cái này là gỗ ngoại nha các bạn. Nhập về Việt Nam, thợ Việt Nam làm, nghệ nhân Việt Nam làm. Khóa là khóa xịn. Đây. Khóa là bằng vàng 4 số 9. Này, vàng này vàng ở Dubai nha, Dubai gửi về nha. Làm khóa luôn ghê không? Nghe khiếp liền. Cần mahogany già ngàn năm tuổi. Rồi. Lưng và hông là cẩm lai Ấn Độ. Mặt trước là luôn luôn là tuyết tùng. Cái này là đàn đặt thợ làm. Nhá, thợ Việt Nam làm. Theo ghế đây. Acoustic nha các bạn. Mình rải thử cho các bạn nghe nè. Âm thanh nó đẳng cấp. Cực kỳ đẳng cấp luôn nè. Nó ấm cực kỳ luôn. Ấm ghê. Action rất là nhẹ nha các bạn. Thì cây này là 6 triệu rưỡi nha các bạn. Có cẩn xà cừ luôn nè. Thấy không? Đó. Cẩn xà cừ. Cẩn mấy cái hoa văn ở đây. Hoa văn trên này. Quá đẹp luôn. Cần rồi. Action cực kỳ nhẹ tay luôn. Bạn nhìn là biết là đẳng cấp. Nó bóng kinh khủng luôn. Nước sơn cũng đẹp. Nói chung là mình nói cho các bạn nghe là cái đờn của Việt Nam mình á. Và cái đờn á, đờn ngoài á, riêng đờn Việt Nam là mình phải lựa cho kỹ ha. Mình phải lựa cực kỳ kỹ. Cây nào nó cực kỳ hay mình đi bán, mình mới chơi ha. Phải lựa cực kỳ kỹ âm thanh nè, action nó như thế nào. Thì cây đờn này á là cái đờn ngoại, cái đờn cái gỗ này gỗ ngoại nhập, nó gỗ cẩm về Việt Nam rồi cái thợ Việt Nam làm, nên các bạn yên tâm là gỗ mà người Việt Nam mình á làm đờn là chất lượng về gỗ rất là cao, nên cái cây đờn khi nào luôn luôn nó cũng nặng hết. Nó nặng hơn những cái đờn ngoại. Có những cái đờn ngoại như là 100 mấy triệu đi mà mình cầm lên nó vẫn nhẹ. Đó là do thiết kế nha các bạn, do cái gỗ nó sấy và cái thiết kế của nó, thiết kế của nghệ nhân của người ta, nên mình cũng không có rành lắm về vấn đề đó. Nhưng mà một cái đờn mà tạo nên âm thanh hay á, là nó phải có một cái gì đó nó bí ẩn ở trong cái nghề của người ta. Đó, đâm ra là mình cũng chịu thua. Đâm ra có nhiều người cái quan điểm là cái cây gỗ nặng nhiều, cây đờn mà nó nặng là đờn ok, nhưng mà nó cũng chưa có hẳn. Đó, có những cây đờn á là nó nhẹ nhưng mà nó nghe rất là hay. Đó. Tại sao? Là do kỹ thuật thôi, tất cả là do kỹ thuật thiết kế âm thanh trên ở trong đây, những cái nang ở trong đây ha. Đó thì mình rải cho các bạn nghe thử lại ha. Âm thanh nó đẳng cấp. Sáu triệu rưỡi nha các bạn. Cẩm lai Ấn Độ à. Nghe đồn là cái cây này là cái cẩm lai Ấn Độ này là nó mọc, cái loại gỗ này là nó mọc ở ngay chỗ gần sông Hằng, sát bên bờ sông Hằng luôn. Sông Hằng Ấn Độ rất là nổi tiếng nha các bạn.
sông Hàn Ấn Độ là cái sông đó là người ta người chết người ta thiêu, người ta để trôi sông luôn, là sông, nghe đồn cái sông đó là linh hồn rất là nhiều, sông sông Hằng á, linh hồn cái người người chết rất là nhiều trong đó, lịch sử trong đó rất là ghê. Mới vậy cây đờn này khi mình rải và nghe có hồn đó. Nói gần sông Hằng nên nó có hồn. Hồn ở đây là nó lẫn giữa hồn ma và hồn âm nhạc về âm thanh, nôm ra là cái gỗ rất đặc biệt chỗ đó. Nghe đồn thôi không biết phải, chắc vậy. Đối với cẩm ấn mà 6,5 triệu quá rẻ. Tôi đưa em về đó, âm thầm tôi về với mình tôi, với tháng ngày lẻ loi gác lạnh sầu thương vẫn vây quanh. Tôi đưa em về đó, riêng mình tôi nhận lấy khổ về đường cũ, bây giờ chỉ còn có mình tôi, chiếc lá vàng úa rơi mây chiều nhẹ dàng lững lờ mây trời. Bolero các bạn. Quá hay luôn, ấm. Một cái len tự nhiên sao mà nó sát như ta. Tôi đưa em về đó. À vậy đúng nè, xa xa tí nè. Cho người nãy giờ. Quá ấm các bạn, nhìn lại nhìn kỹ ha, nguyên vẹn cái đờn luôn. Quá dữ các bạn. Rồi nói chung là hôm nay mình sẽ nói về vấn đề gọi là ship hàng cho các bạn ha. Mình hơi buồn, mình nói xong để mình đi ăn cơm. Còn cái đờn nãy là mình đã nói rồi, 6,5 triệu ha, thì mình đã bị bom hàng một lần. Mấy bữa trước mình bị bom hàng, mình rất buồn, tại vì do mình tin tưởng mình ra mình, các bạn biết không, mình rất là tin tưởng anh em, tại vì cái kênh của mình á là những ai mua đàn mình là những người lớn tuổi thôi, những người mà đứng tuổi trở lên, toàn là ba mấy trở lên không, rồi tới sáu mấy bảy mấy 70 tuổi, mấy bác mấy chú rồi mấy ông, tức là rất nhiều, mình rất là tin tưởng. Nên là có những khách hàng là ship hàng là mình là không cần đặt cọc, tại vì họ không có thể họ đi ra ngân hàng chuyển được, do mấy bác mấy chú lớn tuổi, là lớn tuổi quá không có thể nào mà chuyển khoản cho mình được, không biết cách nào để chuyển ra ngân hàng đó, đi cũng không được, cũng lớn rồi ở nhà thôi đó, thì mình tin tưởng mình ship đó.
Nói chung là mình đã bị một lần, duy nhất một lần mấy bữa trước đó, cái cột đô ba đấy các bạn, cột đô ba GK Studio thì mình bị bom hàng. Mình tin tưởng quá, mình không có đặt cọc, không cho khách đặt cọc thì bom hàng về thì mình phải chịu tiền ship đi ship về luôn, mà không biết cây đàn nó có an toàn tới nhà mình hay không. Bây giờ đang về đó, đang ở ngoài ngoài Trung về, mà không biết cây đàn nó có an toàn hay không đó. Đúng ý ra là khi bạn không nhận đàn đúng không, thì bạn cũng phải trả tiền ship đi và ship về đó cho mình. Ở đây không không trả đó, mà mình tin, rất là tin tưởng. Nói chung là mình lỡ mình bị rồi, nên là hôm sau là mình có nguyên tắc là các bạn nào anh chị nào mua đàn nhớ đặt cọc cho mình đó, không nhiều thì ít, đặt cọc để cho có trách nhiệm tí xíu nha các bạn, có trách nhiệm với cây đàn tí xíu. Đâm ra thôi mình làm việc nguyên tắc đi, đồng ý là mấy anh chị lớn tuổi rồi mình cũng xui mình bị thôi, lâu lâu chắc cũng xui bị một người thôi. Đồng ý là làm việc theo nguyên tắc thì nó không hợp lý với những người gọi là người ta không có thể đi chuyển khoản được, nhưng mà thôi thông cảm cho mình buôn bán mà. Các anh chị cứ đặt cọc trước đi, đặt cọc tiền ship cũng được nữa, 500 tiền ship đi ship về cũng được, rồi mình chuyển cái đàn cho anh chị, tại vì cái đàn của mình nó giá trị lắm, cái đàn toàn là mắc tiền không à. Mình bán đàn các bạn biết rồi, toàn là tầm nó cái đàn eco của mình thôi là 4 triệu 8 trở lên rồi, 3 triệu 2 là thấp nhất rồi. Rồi lên tới mười mấy triệu, mấy chục triệu không đó, nó không đặt cọc nó chết, nó bị cái gì sao khó xử lắm, vì anh em khó xử nhiều cái. Nhưng tốt nhất là thông cảm cho mình nha. Rồi các bạn cứ buôn bán là biết liền rồi, buôn bán là ship hàng cho người ta biết rồi, chứ đừng bao giờ nói ơi tôi tình nghĩa lắm mà tôi như thế này thế kia. Anh tình nghĩa lắm, chú yên tâm, anh tình nghĩa lắm, trời anh rất tình nghĩa, anh kỹ lắm, chú yên tâm, chú cứ ship cho anh đi không sao đâu, trời ơi tiền bạc đối với anh là bình thường, không có gì hết, anh đừng có tiếc với chú đồng nào đâu, trời ơi đâu có tiếc. Rồi nó bom hàng ai nói gì được, bây giờ sao bom hàng mình, bây giờ sao tình nghĩa đâu ra. Mình nói thẳng cho các bạn biết nè, người mình là chơi là rất là tình nghĩa, rất tình cảm, còn ai mà không chơi được với mình đó thì đời đó thì thua. Mình dám khẳng định tự tin một điều luôn, chơi với mình cực kỳ an toàn, chưa bao giờ mình lừa gạt ai, toàn là người ta lừa mình không đó, thế mặt mình ngu quá lừa riết, khờ quá hiền quá, ai cũng tình cảm. Nghĩ sao mà anh em trên YouTube, anh em trên xã hội á, trên mạng mà không quen biết, chỉ có mến nhau qua những tiếng đàn, tiếng hát, rồi tin tưởng nhau, vậy là ok rồi. Vậy mà mình rất là tình, mình sống tình cảm thôi. Đó, vậy mà cũng có người bom hàng mình. Trời, không phải đùa đâu. Mà người ở vị trí rất là cao, chứ không phải là trên xã hội này, vị trí một dạng là tầm tầm rất là cao, công việc của họ rất là nổi tiếng, là vậy cũng quên, chứ không phải là người bình thường đâu. Thôi mình tâm sự vô đây thôi được rồi, lỡ lần thôi. Nên các bạn thông cảm, các anh chị thông cảm. Rồi bây giờ mình đi ăn cơm nha, đói bụng rồi. Còn ai mua thì cái địa chỉ 556 Lê Vương Lương, phường Tân Phong, quận 7, số điện thoại 0936 239 138, trung tâm âm nhạc Kimen. Nha. Ok các bạn, cái đờn này đẳng cấp dẫn nó nặng. Linh hồn, cái này đầy linh hồn. Kinh. Rồi, xin chào, tạm biệt.